Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đơn vị quận Hải Châu gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Phó trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Lê Văn Dũng có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây trước kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Lê Văn Dũng báo cáo các nội dung liên quan đến kỳ họp cuối năm 2023, những điểm nổi bật của tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố, đồng thời cho biết 13 ý kiến kiến nghị của cử tri phường trong kỳ họp trước đó, cơ quan chức năng đã xử lý 8 kiến nghị, còn 5 kiến nghị vẫn đang xử lý. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu kiến nghị về việc tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba Tiểu La Nguyễn Hữu Thọ không ổn định, cần xử lý sớm. Kiến nghị cần xử lý triệt để quảng cáo rao vặt dán đầy trên các cột điện, kiến nghị về việc quản lý và vận hành xe buýt thành phố, đẩy nhanh việc mở rộng đường Đặng Thùy Trâm Bên cạnh đó, cử tri nêu ý kiến về điều chỉnh thời gian các buổi học ngoại khóa tại trường và vấn đề dạy thêm. Cử tri cho biết hệ thống thoát nước từ tổ 31, 32, 33, 34 trời mưa là ngập nặng, đã xảy ra trong thời gian dài, kiến nghị khảo sát lại hệ thống thoát nước cần xử lý sớm, vân vân. Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến sẽ tổng hợp triển khai giải quyết sớm đảm bảo ổn định cuộc sống nhân dân. Chủ tịch giao Sở Giao thông Vận tải ra soát kiểm tra các ý kiến liên quan. Nếu có điều chỉnh bổ sung thì báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề nghị quận Hải Châu ra soát các vấn đề liên quan đến đường Đặng Thùy Trâm, sở xây dựng ra soát lại hệ thống thoát nước khu vực thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thành phố dự kiến sẽ đầu tư mở thêm một số tuyến thoát nước và thành phố sẽ quan tâm lĩnh vực thể thao hơn.